Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiếng Trung.vn và hôm nay chúng mình lại gặp nhau trong phần 2 của 300 từ vựng cơ bản trong tiếng Trung. Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Pính của, quả táo. 这些苹果是很好吃。这些苹果是很好吃。这些苹果 是很好吃，这些 là những苹果có nghĩa là quả táo, những quả táo này thì hǎn hǎo chī, rất ngon, những quả táo này rất ngon. Qiān là tiền, zhè gēn qiān you guān. Zhè gēn qiān, zhè ở đây có nghĩa là cái điều này, cái sự việc này. Gēn qiān là đến, you guān có nghĩa là liên quan đến vấn đề tiền bạc. Điều này liên quan đến tiền bạc. Qiān miàn là trước, mặt trước. Wǒ jiā kuài jiǎo bù gǎn dào lě qiān miàn. Wǒ jiā kuài jiǎo bù gǎn dào lě qiān miàn. 我加快脚步赶到了前面. Gia khoai chảo bụ là tăng tốc, bước chân, tăng tốc lên, đi nhanh lên. Cản tàu lờ, vội vã chạy lên tới phía chén miệng, đến phía trước. Tôi chạy nhanh lên, vội vã chạy tới phía trước, chạy lên phía trước. Rấn, 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 người, mấy dầu chí tha rấn. Mấy dầu chí tha rấn. Mấy dầu chí tha rấn. Mấy dầu không có. Chí tha rấn là người khác. Không có người khác. Rư, 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 rư. Ngày. Mấy yue. Sầu rư chư phụ. Chú chín. Mấy yue. Sầu rư chư phụ. Chú chín. Mấy yue. Mỗi hàng. Mỗi tháng, hàng tháng, sầu rư, ngày đầu tiên của mỗi tháng, chi phụ là trả tiền, chu chín ở đây có nghĩa là tiền thuê nhà, tiền trả tiền thuê nhà vào ngày đầu của mỗi tháng, sang tiền, sang tiền, sang tiền, cửa hàng, 我刚从商店回来. 我刚从商店回来. Gang là vừa, tôi vừa mới. Chống là từ, từ sang điện, từ cửa hàng. Huế lái, về, tôi vừa từ cửa hàng về. Sang, 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 trên. Tha gan sang lờ, tảo yếu. 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 Sang, ngoài là ở phía trên ra, ở đây trong, trong câu này gan sang lờ có nghĩa là làm, trở thành. Tha gan sang lờ, tảo yếu. Tảo yếu là hướng dẫn viên du lịch. Ông ấy trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Anh ấy làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Sang ủ, sang ủ, sang ủ, sang ủ, buổi sáng. 我们星期二上午要开会。我们星期二上午要开会。 我们, chúng tôi, 星期二, thứ ba, 上午, buổi sáng, 开会 là cuộc họp. Chúng tôi có cuộc họp vào sáng thứ ba. 时候, thời gian. 你什么时候上班? 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 什么时候 là khi nào? 上班 là đi làm. Bạn đi làm vào thời gian nào? Bạn đi làm vào lúc nào? Bạn khi nào đi làm? 书, 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 书 là sách. 这书值得买. 这书值得买. 这书 值得买. 这书 là quyển sách này, quyển sách này. 值得买 là nên mua. 值得 ở đây có nghĩa là nên, mày là mua. Quyển sách này có, ở đây câu này có nghĩa là quyển sách này rất là thú vị, quyển sách này rất là hữu ích, nên mày, nên mua cái quyển sách này về.
水水水水呢？我们需要水来维持生命。我们需要水来维持生命。我们穷大需要跟水là nước来ở đây để dùng để ở đây lại có nghĩa là dùng để维持là tiếp tục sinh mệnh là sự sống để tiếp tục sự sống chúng ta cần nước để sống chúng ta cần nước để hoạt để tiếp tục sự sống水果水果水果水果花果这些水果很新鲜这些水果很新鲜这些水果là những cái quả này những loại những hoa quả này thì新鲜có nghĩa là rất là tươi ngon rất là mới những quả này rất là tươi ngon mới thiên气天气天气天气thời tiết多么好的天气呀、啊、多么好的天气呀、啊、多么好的天气呀、啊、多么好啦、啊、thật đẹp thiên气thời tiết này thật là đẹp Thống xuế, thống xuế, thống xuế, thống xuế, bạn học. Ủa xu yào cản sang, ủa tờ thống xuế. Ủa xu yào cản sang, ủa tờ thống xuế. Ủa xu yào. Xu yào là cần phải. Ủa là tôi cần phải. Cản sang là bắt kịp với. Ủa tờ thống xuế, bắt kịp với các bạn học cùng lớp. Hiện tại, hiện tại. 你的笔记本电脑现在不在我手里。你的笔记本电脑现在不在我手里。你的笔记本电脑现在不在我手里。你的改记过吗？笔记本电脑 máy tính 买 máy tính của bạn thì 现在现在。不在我手里，không có trong tay tôi, không ở chỗ tôi. Hiện tại tôi không có hoặc tôi không giữ cái máy tính xách tay của bạn. 下午, 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 buổi chiều. 你下午过得好吗？你下午过得好吗？你下午过得好吗？下午啦，buổi chiều. Bạn chiều. Nǐ xiào wǔ guò de hǎo ma? Buổi chiều của bạn ở đây có nghĩa là bạn như thế nào? Bạn tốt chứ? Bạn ổn chứ? Buổi chiều hôm qua hoặc là buổi chiều hôm nay của bạn vẫn ổn chứ? Xiào jiě, xiào jiě, xiào jiė, xiào jiė, cô tiểu thư, xiào jiė, nǐ zhè fú huà hěn piào liàng. Xiào jiě, nǐ zhè fú huà hěn piào liàng. Xiào jiě, tiểu thư, cô ơi, thì nǐ zhè fú huà là bức tranh này của cô hěn piào liàng, rất đẹp. Xīng qī, xīng qī, xīng qī là tuần, mỗi xīng qī yī, wǒ men dou kái huì. Mỗi xīng qī yī, wǒ men dou kái huì. Mỗi xīng qī yī, mỗi thứ hai hàng tuần thì wǒ men chúng tôi dou kái huì, đều có cuộc họp. Học sinh, 学生快毕业了，学生快毕业了，学生快毕业了，学生học sinh快 ở đây có nghĩa là sắp毕业tốt nghiệp học sinh sắp tốt nghiệp rồi. 学校 trường học. 我每天跑步去学校，我每天跑步去学校。我每天跑步去学校，每天 hàng ngày mỗi ngày，我 là tôi hàng ngày thì tôi đều 跑步 là chạy bộ去学校 đến trường học。衣服 quần áo trang phục，他的衣服湿透了，他的衣服湿透了。他的衣服湿透了，他的衣服、quần áo của anh ấy 湿透了，ướt hết tất cả rồi，ướt hết mất rồi。医生，医生，医生，
医生，巴西，你必须去看医生，你必须去看医生，你必须去看医生，必须了，不能快去看医生，医生了，巴西，慢，不能快点，巴西，看的，医院，医院，医院，医院。医院，每遍，我们必须把他送到医院。我们必须把他送到医院。我们总对总的必须更快把他的阿姨送来的医院，每遍，总对更快的阿姨连每遍。椅子，椅子，椅子，椅子，给。他从椅子上站起来，他从椅子上站起来，他从椅子上站起来，从那的椅子那个给站起来，đứng dậy anh ấy có nghĩa là cái lúc này thì anh ấy vốn là anh ấy đang ngồi thì hoặc là anh ấy đang không ngồi cái ghế đấy thì anh ấy tự nhiên dẫm lên cái ghế đấy và đứng lên. Anh ấy từ ghế đứng lên, đứng dậy. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc, hoan nghênh lái đạo Trung Quốc, hoan nghênh lái đạo Trung Quốc, hoan nghênh lái đạo Trung Quốc, hoan nghênh là hoan nghênh đến với Trung Quốc, hoan nghênh bạn đã đến Trung Quốc. Trung Ủ, Trung Ủ, Trung Ủ. Trung午, buổi trưa, 我明天中午, yếu cơ thí chén. 我明天中午, yếu cơ thí chén. 我明天中午, yếu cơ thí chén. 我明天中午 là trưa ngày mai, yếu cơ thí chén. Thí chén là buổi khám sức khỏe. Tôi sẽ khám sức khỏe, tôi có buổi khám sức khỏe vào trưa ngày mai. Chúa子, chúa子, chúa子. Chúa tử là cái bàn. Nì tờ su zài chúa tử sàng. Nì tờ su zài chúa tử sàng. Nì tờ su zài chúa tử sàng. Nì tờ su sách của bạn. Zài chúa tử sàng. Zài chúa tử sàng là ở trên bàn. Bạn của sách, à, sách của bạn thì đang ở trên bàn. Zì, zì, zì. Chữ, ta zài hợp đồng sàng. Chén lờ zì. Ta zài hợp đồng sàng. Chén lờ zì, ta zài hợp đồng sàng. Chén lờ zì, hợp đồng là hợp đồng. Chén lờ zì, ký, đã ký, anh ấy đã ký lên hợp đồng, anh ấy đã ký hợp đồng. Ai, 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 yêu, 我非常爱你, 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 anh rất yêu em. 不客气，不客气。不客气，không có gì。你要是再笑我，我就不客气了。你要是再笑我，我就不客气了。你要是再笑我，我就不客气了。不客气，ngoài có nghĩa là không có gì. Ví dụ như 谢谢你，bạn có thể trả lời thành 不客气，không có gì. Ngoài ra không có ngoài ra ý nghĩa không có gì thì chúng ta còn có một nghĩa ở đây có nghĩa là không khách khí, tôi sẽ không khách sáo đâu. Nì yào shì zài xiào wo, nếu bạn vẫn cười tôi, nếu mà bạn vẫn cứ lấy tôi ra làm trò đùa như vậy thì wo jiù bú kè qì le, tôi sẽ không khách sáo đâu. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy bấm like và follow chúng mình trên cả Facebook lẫn YouTube Học Tiếng Trung với thầy Phạm Dương Châu nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian. Hẹn gặp các bạn trong các video clip lần sau. Chào tạm biệt.